Chị đang làm món bánh gì đấy ạ? À, chị đang làm bánh su xuê. Chị làm bánh su xuê có điều gì thú vị hay sao? Em thấy chị cười rất là nhiều ấy ạ. Ngoài làm bánh rất là thú vị thì chị thấy buổi học rất là vui, được làm quen với tất cả các chị ở đây. Và làm bánh ở đây là cũng là lần đầu tiên chị làm bánh nên chị cảm thấy thực sự là làm bánh có một cái gì đấy nó rất là thú vị, cho nên là chị phải cười thật nhiều. Cảm nhận của chị ngày hôm nay học làm bánh truyền thống như nào ạ? Đầu tiên là cũng thấy cô giáo là một người rất là thân thiện, nhiệt tình. Và cái đặc điểm nổi trội nhất là chị thấy là cô không giấu nghề và cô rất là chu đáo trong tất cả cái việc mà cho học viên làm bánh cũng như là thực hành tại lớp. Và chị thấy là những bánh của cô thì từ những nguyên vật liệu là chị thấy là không dùng màu thực phẩm và tất cả là thiên về tự nhiên hết. Cho nên chị cảm thấy là lớp học ngày hôm nay là vô cùng ý nghĩa và rất đặc biệt. Mong muốn một lời là gửi lời cảm ơn cô. Và sẽ có một ngày là cô sẽ tạo ra nhiều món bánh khác nhau để các chị sẽ đến và để học tập cô nhiều hơn nữa. Chị dự tính là sẽ thứ 3 tuần tới, 17, 18, ngày 19 là chị sẽ trả bài cho cô.